Xin chào các bạn, đây là chú vẹt ngực hồng non của mình nè. Hôm nay thì tính từ ngày mình mua thì được 3 ngày à. Lông thì lông cánh bữa nay ra được nhiều nhiều hơn xíu. Đây, lông đuôi mình thấy ra được một khúc lông đuôi nữa. Lông nó nhiều hơn lúc mới mua. Đối với vẹt ngực hồng non này thì khi đói dễ biết lắm. Nó kêu nha, nó kêu nè, cái tay mình để vô nè, đó nó cạp tay, lúc này là đói rồi nè, đó nó kêu đó. Và cái nhận biết thứ ba mình thấy á, là cái diều của nó sẹp xuống nha, nè cái diều nó, cái vòng cổ nè, nó sẹp khô à, là chứng tỏ con vẹt nó đang đói. Nè, mình nhìn từ trên xuống dưới nè, cái vòng cổ phía sau cái ót đó, cái diều nó sẹp khô vô à, khi mà nó ăn no thì nó sẽ phì ra nha. Rồi, mình để lên một cái nắp này, cho đứng lên cái nắp này. Hôm nay thì mình hết bột rồi, đây là cái chén cơm nè, cơm nguội mình ngâm với nước, một ít nước. Nó có nước sệt sệt như thế này nè thì con vẹt ăn được các bạn nha. Đây là cái giải pháp mà khi mà nhà mình hết bột bột chuyên dụng cho vẹt. Đây, em vẹt này thì đã đói rồi. Đây, ăn cái hai màu. Để mình múc cái muỗng ít ít thôi. Đây, đó, kêu đó. Đây, đây là cái muỗng cà phê nè, muỗng cà phê mình bẻ cong lên hai mép hai bên nè, vì cho mình đút cơm màu dễ cơm, hoặc là nếu mình không có cơm thì gạo gạo mình ngâm á, ngâm cho mềm ra. Chú vẹt ăn cũng rất là háo ăn này. Thường thì mình đối với vẹt non này thì mình cho ăn bột nha, như có nhiều loại bột phổ biến nhất như là cái Nutri A21 nè, mà hôm nay mình hết rồi. Mình lấy cơm nguội mình ngâm với nước, ngâm cho mềm ra. Chú vẹt ăn cũng rất là háo ăn này. Thường thì mình đối với vẹt non này thì mình cho ăn bột nha, như có nhiều loại bột phổ biến nhất như là cái Nutri A21 nè, mà hôm nay mình hết rồi. Mình lấy cơm nguội mình ngâm với nước, chén này thì hơi nhiều cơm, các chú quạt ăn không hết đâu. Đây, nãy giờ ăn mấy muỗng mà mình thấy cái diều nè, cái diều nó hơi no no nè, cái vòng cổ nó có cái diều nó phì ra. Đây, nhìn rất là dễ cưng. Cái sửa lại thì quạt này thì rất là dễ nuôi các bạn nha. Như cơm nguội mình không có thì mình có thể lấy gạo gạo mình ngâm ngâm cho mềm ra, rồi cái nước nó sạch sạch như thế này nè, thì cứ thế đút quạt con cũng ăn rất là dễ. Thì sao ăn được vài muỗng nữa rồi. Đây, mình để tay nè.
sao không chịu ăn nữa. Giai đoạn này thì kéo dài khoảng 3 tháng các bạn nha. 3 tháng thì vạc trống vạc mái thì đều cái mỏ nó đều chuyển sang màu đen. 3 tháng nữa xong giai đoạn chuyển màu đen thì từ 3 đến 5 tháng, có thể kéo dài đến 10 tháng luôn, thì lúc đó mình mới phân biệt được là giới tính thật sự của em vẹt này. Nếu là con trống á, thì cái mỏ nó đỏ nha, và lông nó nhiều màu sắc hơn con mái. Ngược lại con mái thì cái mỏ nó đen. Tuy nhiên thì con trống hay con mái cũng đều có thể nói được. Nhưng mà mình nuôi kiểng một con như thế này thì mình nếu hên thì mình vào con trống thì nó đẹp hơn, mỏ nó đỏ nè, lông nó nhiều màu sắc hơn nữa. Thì đây là giải pháp tạm thời nha. Thì cơm thì ai cũng có, nếu trường hợp mình hết bột. Cơm này thì mình ngâm với nước, nước ấm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giờ thì nó đã bong ra nhão nhão, nó hơi có nước, mình rút cho quẹt nó ăn. Tuy nhiên thì cái món cơm cơm nguội này thì chắc không khoái khẩu lắm, nó ăn rất là chậm. Giờ này mà có bột mình đút vô rồi á thì chú quẹt này ăn lạ lắm. Rồi hôm nay để mình quay cái lông cánh cho các bạn xem. Ui, đã lên đã lên. Đây lông cánh nè, so với lúc mình mới mua hôm nay nó ra nhiều hơn rồi nha. Đây cái lông cánh này. Nhiều à, nhưng mà nó chưa có phủ hết cái mình á, nó đang trong quá trình ra bên đây nữa nè. Bữa nay lông đuôi nó ra được một chùm luôn à, đây cái chùm lông đuôi đây, tạm gọi là em quạt này là bé cam đi. Mình sẽ chia sẻ về bé cam để xem coi qua giai đoạn tới giai đoạn mà xác định trống hay mái thì con này là con trống hay con mái nha. Để mình đút một muỗng cơm nguội nữa coi em vẹt này còn ăn không, thì thôi mình chắc mình dừng video tại đây. Rồi bé cam ăn không, bé cam à, ăn nè à. Cơm nguội thì nó không có khoái khẩu bằng cái bột chuyên dùng cho vẹt. Bột mình đút rất là lạ. Nó ăn có vẻ chậm mà, chắc mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo về bé cam của mình.